Ngọc Hải, tuyển Việt Nam đã chơi khá tốt. Sau trận thua 0-2 trước Trung Quốc, đội trưởng tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải động viên toàn đội giữ vững mục tiêu World Cup 2026. Trả lời phỏng vấn nhanh sau trận tuyển Trung Quốc, tuyển Việt Nam 2-0, trung vệ Quế Ngọc Hải động viên các cầu thủ đã chơi tốt và có trận đấu bổ ích để hướng tới vòng loại World Cup 2026. Đội trưởng tuyển Việt Nam nói, toàn đội đã chơi khá tốt ở trận này. Chúng tôi đang trong quá trình thử nghiệm, nhất là có nhiều cầu thủ trẻ. Những trận đấu như thế này giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ. Chúng tôi có thêm kinh nghiệm. Chuẩn bị sẵn sàng cho mục tiêu tại vòng loại World Cup 2026. Khi được hỏi đánh giá như thế nào về tuyển Trung Quốc, có khác gì so với lần đối đầu gần nhất giữa hai đội ở vòng loại World Cup 2022 không? Quế Ngọc Hải chia sẻ. So với lần đối đầu gần nhất, từ lực lượng đến thành phần ban huấn luyện thì cả hai đội đã thay đổi rất nhiều. Cả hai đều đang làm quen với huấn luyện viên mới. Trong quá trình này chắc chắn có nhiều điều cần rút kinh nghiệm. Trận này, tuyển Trung Quốc đã thi đấu tốt. Tôi nghĩ cả hai đội sẽ tiến bộ, cố gắng hơn trên chặng đường sắp tới. Vào ngày 13 tháng 10, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có trận giao hữu với tuyển Uzbekistan. Theo thống nhất từ hai đội, trận đấu sẽ không có khán giả, không mở cửa với truyền thông, cũng như không tính vào kết quả thi đấu dịp FIFA Days tháng 10, đồng nghĩa với không tính điểm xếp hạng FIFA. Sau trận đấu trên, dự kiến vào ngày 14 tháng 10, đội sẽ di chuyển sang Hàn Quốc tập huấn, thi đấu giao hữu với đội tuyển chủ nhà vào ngày 17 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.